Chân sư và thánh đạo, sự phát triển trí tuệ. Cuộc điểm đạo thứ nhì giúp cho người đệ tử tiếp tục mở trí một cách mau chóng. Ở giai đoạn này, người đệ tử tập sử dụng cả thể ảo tưởng Maya Virupa, tức là một thể vía tạm thời tạo ra bởi một người đã hoạt động được bằng thể trí của y. Khi một người đi chu du trên cõi trung giới thì y thường dùng thể vía, và nếu y cần xuất hiện ở cõi trần trong khi y đang hoạt động bằng thể vía thì y phải tạo nên một xác phàm ở ngoài thể vía. Phương pháp này đôi khi được áp dụng, tuy rằng nó không được phổ thông vì nó làm tiêu hao rất nhiều sinh lực. Cũng như thế, nếu người đệ tử đang hoạt động bằng thể trí và muốn xuất hiện ở cõi trung giới thì y phải tạo ra một thể vía tạm thời gọi là Maya Virupa, thể ảo tưởng hay giả tạo. Khi y đã làm xong công việc ở cõi trung giới, y lại trở về cõi thượng giới, thì thể giả tạo đó tan rã và những chất thanh khí mà người đệ tử đã thâu hụt bằng ý chí của mình để tạo ra thể ấy lại trở về nguồn cội của nó là cõi trung giới. Trước khi được điểm đạo lần thứ nhất, người đệ tử hoạt động ban đêm trong lúc ngủ bằng thể vía, nhưng khi y đã hoàn toàn làm chủ được thể vía của mình và sử dụng thể vía một cách toàn vẹn thì y mới bắt đầu làm việc bằng thể trí. Đến khi thể này cũng được hoàn toàn kiểm soát, nó là một thể uyển chuyển hơn thể vía rất nhiều, và nó có thể dùng để làm được nhiều việc mà người ta không thể làm ở cõi trung giới. Khi người đệ tử đã có cả quyền năng tạo nên một thể ảo tưởng Maya Virupa thì y có thể trong khoảnh khắc đi từ cõi thượng giới qua cõi trung giới và trở về. Y có thể sử dụng bất cứ lúc nào cái quyền năng rộng lớn và cái giác quan tế nhị hơn ở cõi thượng giới, và y chỉ cần tạo một thể vía tạm thời khi nào y muốn xuất hiện để tiếp xúc với người ở cõi trung giới. Như thế, trước hết y cần được chân sư chỉ dạy cách tạo nên thể ảo tưởng, và sau đó y có thể tự làm lấy một mình, mặc dầu nó không phải là việc dễ làm. Cuộc điểm đạo lần thứ hai, thể trí của người đệ tử phát triển và khai mở rất nhiều, nhưng thường phải đến vài năm thì ảnh hưởng của nó mới bắt đầu biểu lộ nơi bộ óc vật chất. Khi đó thì tự nhiên bộ óc chịu một sự căng thẳng và kích thích rất mạnh, vì nó không thể trong phút chốc hòa hợp với mức độ cần thiết. Giai đoạn nguy hiểm. Thời kỳ tu luyện sau cuộc điểm đạo lần thứ hai phần nhiều là thời kỳ nguy hiểm nhất trên đường đạo. Mặc dù ở bất cứ giai đoạn nào, trước khi bước qua cuộc điểm đạo thứ năm, người hành giả đều có thể bị vấp ngã, thụt lùi trở lại hoặc bỏ phí nhiều kiếp, sống cuộc đời vô định không mục đích. Nhưng ở giai đoạn đặc biệt này, nếu người hành giả có sự yếu kém nào trong tâm tánh của mình thì điều đó sẽ lộ ra ngoài. Một người đã tiến đến một trình độ cao như thế thì đáng lẽ không có thể nào lại thụt lùi trở lại. Nhưng sự kinh nghiệm đã cho chúng tôi thấy rằng việc ấy đôi khi cũng có xảy ra. Trong hầu hết tất cả những trường hợp như vậy, sự vấp ngã đều do tính kiêu căng. Những người hành giả có một chút ít sự kiêu căng nào thì y đang đứng trước một nguy cơ có thể bị vấp ngã. Sự kiến thức, trí tuệ mà chúng ta nói đến ở cõi trần chỉ là một phản ảnh của sự thật. Tuy nhiên, vài người trong chúng ta lại tự hào về điều ấy, tự hào về trí tuệ và sự thấy xa hiểu rộng của mình. Bởi đó, khi một người vừa thoáng thấy, dầu là một phần rất nhỏ bé, cả trạng thái trí tuệ tương lai của mình, thì đó là một sự nguy cơ rất lớn. Và nếu người ấy bắt đầu đi theo hướng đó thì y sẽ rất khó mà sửa đổi lại về sau này. Chỉ có một sự đề phòng cẩn mật và giữ mình chặt chẽ luôn luôn mới có thể giúp cho y vượt qua giai đoạn này một cách thành công. Và y phải luôn luôn cố gắng diệt trừ mọi dấu vết của thói kiêu căng, ích kỷ và thành kiến. Khi chúng ta hiểu rõ những điều này, chúng ta sẽ đột nhiên có sự sáng suốt để hiểu những đoạn trong thánh kinh
giai đoạn nguy hiểm trong đời của vị đạo đồ được diễn tả trong Thánh Kinh bằng câu chuyện Đức Chúa Christ bị cám dỗ trong chốn hoang địa 40 ngày trong bãi sa mạc hoang vu, tượng trưng cho thời kỳ mà sự phát triển thể trí của người đệ tử trong cuộc điểm đạo thứ nhì ảnh hưởng đến bộ óc vật chất. Đối với người đệ tử không phải 40 ngày mà là 40 năm có thể là cần thiết để thực hiện điều đó. Trong đời Đức Jesus, trong đời của Đức Jesus, đó là thời kỳ mà bộ óc của Ngài được chuẩn bị cho Đấng Christ sử dụng. Kể đó, quỷ Satan tượng trưng cho tính chất thấp hèn của con người đến để cám dỗ người đạo đồ. Trước hết, nó thúc giục người đệ tử dùng quyền năng để thỏa mãn những sự nhu cầu của mình. Nếu ngươi là con của Chúa Trời, ngươi hãy làm cho những hòn đá này biến thành bánh mì. Kể đó, Đức Chúa bị sự cám dỗ làm cho Ngài muốn nhảy từ nóc đền xuống đất, tức là làm phép lạ để khiếp phục quần chúng. Và sau cùng, Ngài được chỉ cho thấy tất cả những gian sơn trên cõi thế gian cùng sự huy hoàng của nó, và quỷ Satan nói: ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này nếu ngươi chịu khuất phục và tôn thờ ta. Nghĩa là Ngài bị cám dỗ dùng quyền năng để thỏa mãn lòng tham vọng của mình. Mỗi sự cám dỗ trên đây đều ám chỉ một hình thức khác nhau của thói kiêu căng vậy. Cũng như cuộc điểm đạo thứ nhất là một sự phục sinh, cuộc điểm đạo thứ nhì có thể ví như cuộc lễ tiếp nhận thần lực của ngôi ba hay của Chúa Thánh Thần. Giai đoạn này Phật giáo gọi là Tu Đà Hàm, Sakridagamin, có nghĩa là người hành giả tiến đến trình độ này chỉ còn cần phải trở lại thế gian có một lần cuối cùng trước khi đắc quả A-la-hán, tức là điểm đạo lần thứ tư. Sau quả vị này, người hành giả không còn đầu thai xuống thế gian nữa. Người Ấn Độ giáo gọi giai đoạn thứ hai này là Kutichakka, tức là người cất am, có nghĩa là người đã đạt đến chỗ bằng an trong tâm hồn. Trong giai đoạn này, người hành giả không còn phải diệt trừ điều chướng ngại nào nữa, nhưng nó thường là một thời kỳ tiến triển rất nhiều về trí huệ và tâm linh. Nếu trước đó người hành giả chưa có những năng khiếu thần thông thì y sẽ khai mở những năng khiếu đó trong giai đoạn này. Vì nếu không có những năng khiếu đó thì y không thể nào lãnh hội được những kiến thức mới sẽ được ban bố cho y, hoặc làm những công việc cao cả hơn để phụng sự nhân loại mà người đạo đồ từ nay đã có cái hân hạnh giúp đỡ. Người ấy phải làm chủ được tâm thức của thể vía trong khi tỉnh giấc, và trong giấc ngủ thì cõi thiên giới sẽ mở rộng trước mắt y. Vì tâm thức của một người trong khi ở ngoài xác thân luôn luôn ở một mức độ cao hơn là khi y mang gánh nặng của xác phàm. Cuộc điểm đạo lần thứ ba chứng quả vì Anaham Anagami. Khi người thí sinh đã vượt qua 4 giai đoạn phù của cuộc điểm đạo thứ nhì và một lần nữa là trở nên một vị Gotabu, thì y sẵn sàng được điểm đạo lần thứ ba để trở nên một vị Anaham Anagami, có nghĩa là người không trở lại nữa. Vì người ta trông đợi rằng y sẽ có được vào cuộc điểm đạo kế tiếp trong kiếp này. Danh từ Ấn Độ giáo để chỉ giai đoạn này là Hamsa, có nghĩa là con hạc. Tục truyền rằng con hạc có thể gàn lọc chất sữa với chất nước, cũng vì như người hiền giả có thể nhận thức được chân giá trị của sự vật trong cuộc đời phù du giả tàm. Những chuyện ngày thứ tư và thứ năm vì Anaham, trong đời sống hoạt động hàng ngày ở thế gian vẫn thụ hưởng được mọi sự tốt lành nhờ có được những khả năng toàn vẹn để hoạt động ở cõi thường thiên. Và khi người rời khỏi xác thân lúc ban đêm trong giấc ngủ thì người lại bước vào cả tâm thức huyền diệu của cõi Bồ Đề. Trong khi người ở vào trạng thái đó thì người phải diệt trừ mọi tàn tích của những chướng ngại thứ tư và thứ năm gọi là Kamaraga và Patigya, nghĩa là sự ham thích khỏi lạc về nhục thể, mà điển hình là tình yêu xác thịt và vật chất.
và thọ giận dữ hay thù ghét, người chỉ nguyện phải tự giải thoát khỏi sự trói buộc của ngoại vật. Điều này không có nghĩa là y phải dựng dưng bất đồng trước tính cách hấp dẫn của sự xinh đẹp mỹ lệ, tinh khiết, cũng như bất đồng thản nhiên trước sự xấu xa, dơ bẩn, và y phải gạt bỏ chúng ra ngoài. Trong công việc hàng làm ăn hàng ngày, điều ấy chỉ có nghĩa là y sẽ không thể cho ngoại vật trở thành một yếu tố quyết định trong khi làm việc bổn phận, và y sẽ đương nhiên loại bỏ chúng một cách hoàn toàn khi nào cần thiết. Về điểm này, chúng ta hãy có chừng một sự hiểu lầm thường xảy ra. Tình yêu trong sạch và cao thượng của con người không bao giờ phai lạc, không bao giờ giảm sút trên con đường huyền môn. Trái lại, nó còn tăng trưởng và nở rộng để bao gồm tất cả mọi loài, với một sự nồng nàn mà lúc đầu người ta chỉ dành cho một hay hai người mà thôi. Nhưng trải qua thời gian, người học đạo sẽ vượt lên trên tất cả những gì liên hệ đến cái phàm nhân của những người chung quanh y, và như thế y sẽ tránh khỏi tất cả những sự bất công và thiên vị mà tình yêu thường tình hay mắc phải. Người học đạo cũng đừng nghĩ rằng khi y nở rộng tình thương đến tất cả mọi loài, y sẽ mất cả tình riêng dành cho những người thân yêu. Sự liên lạc mật thiết khác thường giữa Đức Ananda và Đức Phật, cũng như giữa Thánh Trinh và Đấng Christ, vẫn được ghi chép để chứng minh rằng trái lại, tình thân yêu đó càng tăng trưởng hơn lên. Sợi dây nhân duyên giữa một chân sư và các đệ tử còn bền chặt hơn nhiều bất cứ một thứ tình nào của thế gian, vì tình thương nảy nở trên đường đào là một thứ tình giữa các chân nhân, chứ không phải chỉ là giữa những phàm nhân. Bởi đó, nó là một thứ tình mạnh liệt và trường cửu, không sợ bị phai mờ hay thay đổi, vì đó là tình yêu toàn vẹn, bất biến. Phần thứ 3, những cuộc điểm đào lớn. Chương 9, chân nhân, sự cấu tạo chân nhân. Để hiểu một cách rõ ràng những giai đoạn trên đường đào, chúng ta cần phải xem xét chân nhân, xem bằng cách nào nó được thức tỉnh và sử dụng quyền năng để làm cho phàm nhân được điều hòa với nó, bằng cách nào vượt lên cõi bồ đề và thực hiện sự hợp nhất với tất cả mọi loài. Bản lược đồ kế bên trình bày ba luồng sóng sinh hoạt của thượng đế trong cơ tiến hóa. Ở trên, ba vòng tròn tượng trưng cho ba ngôi. Từ mỗi vòng tròn có một đường dọc đi xuống và gặp những đường ngang tượng trưng cho bảy cõi trong thiên nhiên. Đường dọc từ ngôi ba đi xuống mỗi lúc càng đậm thêm, để chỉ cho ta thấy bằng cách nào ngôi ba chuyển sinh lực vào các cõi, trước hết cấu tạo những nguyên tử của mỗi cõi và sau đó kết nạp những nguyên tử thành các yếu tố. Trong vật chất đã được thẩm nhuần sinh lực của ngôi ba đó, luồng sinh lực thứ hai giáng xuống từ vòng tròn tượng trưng ngôi hai, Đức Chúa Con, và sức sống thiêng liêng tiềm tàng trong luồng sinh lực đó dùng vật chất cấu tạo một hình thể, để cho nó có thể dùng những lớp vỏ khoác bên ngoài đăng truyền xuống các cõi thấp. Ở mức độ thấp nhất của cõi vật chất, sự sống đó làm thức đồng kim thạch, và khi nó tiến hóa thêm, lần lần nó sẽ chuyển sinh lực vào loài thảo mộc và kể đó loài cầm thú. Khi nó tiến lên mức độ cao tột của loài cầm thú thì xảy đến một sự thay đổi quan trọng, một yếu tố hoàn toàn mới mẻ, đó là luồng sinh lực thứ ba xuất phát từ vòng tròn trên hết, tượng trưng cho ngôi thứ nhất gọi là Đức Chúa Cha. Hình trang 8 trong sách quyển 2. Cái sức mạnh từ trước vận chuyển sinh lực cho mọi loài, nay đến lượt nó là chiều tiếp nhận luồng sinh lực của ngôi thứ nhất. Luồng sinh lực mới này ảnh hưởng đến linh hồn của loài thú và cấu tạo nên một thể riêng biệt bằng chất thường thanh khí vô cùng tinh anh, để nội giác quan vật chất của con người không thể cảm xúc được. Bằng cách đó được tạo ra chân nhân con người trong thể thường trí,
nó liền thâu về mình cả kết quả của tất cả những kinh nghiệm mà linh hồn con thú đã thâu nhập được trải qua những thế hệ tiến hóa dài đằng đẵng trước kia của nó. Như thế những khả năng và đức tính của nó đã khai mở trong cái lịch trình tiến hóa đó vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, không có gì mất đi đâu. Chân thần và chân nhân. Vậy cái luồng sinh lực thứ ba vô cùng màu nhiệm xuất phát từ ngôi thứ nhất của Thái Dương Thượng Đế đó là cái gì? Thật ra đó chính là sự sống của Thượng Đế vậy. Và ta cũng có thể nói sự sống đó cũng có ở trong hai luồng sinh lực thứ nhất và thứ nhì. Thật đúng như vậy, nhưng hai luồng sinh lực này đã giáng xuống một cách tuần tự và chậm chạp xuyên qua tất cả những cảnh giới, làm thức động vật chất đó một cách hoàn toàn chặt chẽ để người ta không thể phân biệt và nhìn nhận được rằng đó là sự sống thiêng liêng. Trái lại, nguồn sinh lực thứ ba trực tiếp đi thẳng xuống từ nguồn gốc xuất phát của nó mà không có hỗn hợp với vật chất của mỗi cảnh giới. Nó là một thứ ánh sáng trong trạng tinh anh, không bị ô nhiễm bởi bất cứ vật gì mà nó đi xuyên qua. Mặc dù vì mục đích để cho được rõ ràng dễ hiểu, bản lực đồ trên đây chỉ luồng sinh lực thứ ba như là xuất phát trực tiếp từ Thượng Đế. Thật ra nó đã do Ngài hạ xuống từ lâu và lơ lửng ở một điểm trung gian nơi cõi thứ nhì của Thái Dương Hệ chúng ta. Khi nó lơ lửng ở cõi ấy, nó được gọi là chân thần Monad, và chúng ta có thể tưởng tượng nó như một phần tử của Thượng Đế, một phần tử của cả toàn thể không thể phân chia. Nói như thế thật ra có vẻ hơi mâu thuẫn đối với cả trí phàm tục của chúng ta, nhưng điều ấy có bao hàm một chân lý bất diệt ngoài tầm hiểu biết của con người. Phương pháp tổng quát do đó tinh thần giảng xuống vật chất dường như lúc nào cũng giống như nhau chứ không thay đổi, mặc dù những điều kiện khác nhau của những cõi giới khác nhau tự nhiên là có đưa đến nhiều sự xa biệt từng chi tiết. Chính Thượng Đế hạ xuống một điểm chân thần, một mảnh rất vi tế của Ngài ở một cõi giới thấp hơn cõi của Ngài rất xa, lại tự nhiên điều ấy là một sự giới hạn không phải nhỏ, mặc dù nó vẫn còn cách quá xa tầm hiểu biết của chúng ta để cho chúng ta có thể diễn tả hay lãnh hội được. Cũng y như thế, chân thần tự phân ra một mảnh nhỏ của nó để tạo nên chân nhân, và trong trường hợp này cũng vậy, sự giới hạn của nó lại càng tăng thêm bội phần. Điều này cũng tái diễn một lần nữa khi chân nhân phản ảnh một phần nhỏ của nó vào trong cái thể vía, thể trí và thể xác của một con người. Cái phần nhỏ đó chúng ta gọi là phàm nhân. Cái phần nhỏ cuối cùng này là điểm tâm thức mà những người có thân nhãn có thể nhìn thấy luân chuyển bên trong con người, một khoa biểu tượng cho rằng người ta thấy nó như một người băng vàng nhỏ như ngón tay cái ở chỗ quả tim, nhưng nhiều người thấy nó dưới hình thức một ngôi sao. Tôi luôn luôn có thể thấy nó như một ngôi sao có ánh sáng chói ràng. Người ta có thể trù ngôi sao tâm thức đó ở chỗ nào tùy theo ý muốn, nghĩa là ở bất cứ trung tâm nào trong bảy bì huyệt chánh trong thân người. Mỗi người có thể chọn lựa một trung tâm nào tùy nơi cung đặc biệt của họ và cũng tùy nơi đại chủng hay chi chủng của họ. Những người thuộc giống dân thứ năm phần nhiều đều trù cả tâm thức đó ở trong óc, nơi trung tâm tùy thuộc bộ hạch óc. Tuy nhiên có những người thuộc về những giống dân khác thường trù nơi bị huyệt ở trái tim, yết hầu hoặc nơi rốn. Ngôi sao tâm thức đó là đại diện của chân nhân ở những cõi hạ giới, và khi nó biểu lộ qua những hạ thể của nó thì nó gọi là phàm nhân. Và chính đó là cái mà chúng ta nhìn thấy ở mọi người chung quanh ta trên thế gian. Sự giao tiếp giữa chân nhân và phàm nhân. Nhưng tuy cả phàm nhân đó là một phần của chân nhân, tuy rằng sự sinh hoạt và quyền năng của nó cũng là sự sống và quyền năng của chân nhân, nhưng nó thường hay quên điều đó.
và tự coi như là một cái gì hoàn toàn riêng biệt và chỉ hoạt động cho mục đích riêng của mình. Nó luôn luôn có một đường thông thương với chân nhân, chữ Phạn gọi là Antakarana, nhưng nó không hay cố gắng sử dụng đường thông thương đó. Trong trường hợp những người thường không bao giờ học hỏi về những vấn đề này thì phàm nhân hoàn toàn ngự trị và chân nhân chỉ từ biểu lộ một cách rất hiểm và bất toàn. Sự tiến hóa của con người trong giai đoạn đầu tiên gồm có việc khai mở con đường giao thông đó để cho chân nhân có thể càng ngày càng từ biểu lộ rõ rệt và sau cùng hoàn toàn chủ trì phàm nhân. Bằng cách đó, phàm nhân sẽ không còn có một tư tưởng hay ý chí riêng biệt nào, mà chỉ có thể là một phản ảnh của chân nhân ở cõi hạ giới. Ta nên hiểu rằng vì chân nhân thuộc về cõi thanh cao hơn nên nó không bao giờ có thể từ biểu lộ hoàn toàn ở cõi hạ giới. Điều đó tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng là phàm nhân sẽ không dung dưỡng điều gì mà chân nhân không muốn, và nó sẽ biểu lộ chân nhân đến mức độ tối đa ở cõi hạ giới. Người phàm tục không có sự huấn luyện về đường tu hành, không hề có sự giao tiếp với chân nhân. Người được điểm đạo thì có sự giao tiếp hoàn toàn. Bởi đó, chúng ta nhận thấy rằng trong chúng ta có những người thuộc về mọi trình độ. Mọi trình độ ở giữa hai cái cực đoan đó. Nên nhớ rằng chính chân nhân cũng còn đang ở trên đường tiến hóa, và chung quanh ta còn những linh hồn thuộc về những trình độ tiến hóa rất khác biệt nhau. Trong mọi trường hợp, một chân nhân bao giờ cũng cao cả, tốt đẹp hơn một phàm nhân rất nhiều trên mọi phương diện. Mặc dầu, như đã nói ở trên, nó chỉ là một mảnh nhỏ của điểm chân thần, nhưng nó cũng là một chân nhân toàn hảo trong thể thường trị của nó. Dầu cho nó phát triển hết mọi quyền năng, trải lại trong phàm nhân chỉ có một phản ảnh rất nhỏ của chân nhân mà thôi. Một mặt khác, sự sinh hoạt ở cõi của chân nhân vô cùng phóng khoáng và mạnh mẽ hơn là sự sống ở cõi trần rất nhiều. Cũng như phàm nhân tiến hóa bằng cách cố gắng biểu lộ chân nhân một cách toàn vẹn hơn, một phàm nhân chưa tiến hóa tuyệt nhiên không biết gì cả về sự liên lạc của nó với chân nhân và tưởng rằng nó độc lập. Một chân nhân trả lại ở trên cõi thanh cao của nó không thể nào không hay biết về sự liên lạc của nó với chân thần. Chắc chắn là có vài linh hồn biết rõ những nhu cầu tiến hóa của họ hơn những linh hồn khác. Nói khác đi nghĩa là có những linh hồn già dặn và những linh hồn còn non nớt, và những linh hồn già dặn cố gắng nhiều hơn những linh hồn còn non nớt để khai mở những khả năng tiềm tàng của họ.